Về với anh cái nữa đi em ơi, anh cũng năn nỉ ngàn lần xin lỗi em. Anh đã lỡ quánh em hai lần rồi, nhưng mà chưa có đã tại vậy. Nhưng mà hơi lỡ tay, thôi bây giờ em về lại với anh đi, rồi hai đứa mình ta đó vậy, hai đứa mình làm lại từ đầu, rồi nuôi con nó ăn học em ơi. Đông ơi đông người đừng vội mang em đi, trong thời gian đi vội phút tê bàn. Đâu ai hay là người thương trao yêu thương, khi đêm đầy tâm tư vì anh trên vàng. Đừng lặng nhìn em đang chiếc áo bông xương, từng thì thầm cùng em bên ly cà phê không được. Rồi một ngày đẹp trời cùng nhau đi đó đi đây, vậy mà sao hôm nay em bỏ ra tối nơi này. Nợ em muôn ngàn lời hứa, nợ em cao hoa thiệp hồng, nợ một đời trăng sóng mênh, nợ ngày vui hai chữ vô quy. Nói về sau cuộc đời ta chỉ một mơ cầu, có được chi khi đến lúc ban đầu. Cho anh em nha. Tụi bay nghĩ gì à? Dễ gì có chuyện đó. Thì anh em vô thì tôi chỉ cần là anh em, như anh em đổi tên, chơi lâu thì anh em đổi tên. Khẳng định anh em vô anh em thả đổi tên. Với lại buôn đèn tôi chỉ cần là giao lưu vui vẻ đó. Kiểu mà rất là cần những người bạn mà hay on box. Mong mọi người sẽ buôn đèn của mình. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. We'll be right back.
sắp đông như một giấc mơ các bạn. Anh em biết cái ngày mà tôi đi về phép à? Cái ngày về phép mà tôi không về nhà tôi các bạn. Cái ngày tôi về phép là cái ngày đó là ngày 20 Tết. Không về nhà tôi. Tôi đi một mạch từ trên Đen Khê Gia Lai, thả tôi xuống ngay Ngã Năm Phan Rang các bạn. Tôi không về nhà. Tôi đón xe chạy thẳng lên Ngã Ba Long Bình, lên nhà nó. Má thấy con nhỏ đó, lại nó, lại cha già nó ngủ nước trà kể chuyện. Mà thằng đó vừa người bắt hay sao chị dễ ghét lắm. Mẹ đúng gầy. Tôi nói cuộc đời lính của tôi giống một cuộc phim hài vậy. Tôi kể anh em kể không hết đâu. Thật quá anh em ngồi đây kể nhiều người bảo tôi nói dốc, không dốc đâu các bạn. Tôi kể là chỉ thật 100% luôn. 2 năm nghỉ dậu tạm xá nhà, khi về khu phố đỡ đầy quá. Người yêu bồng con ra chào bác. Chào bác đi con, bạn má nè, con mẹ đó. Thank you.
bersama dirinya karena kau telah memilih dia. Em trai em tìm người có nhiều điều yêu. Giờ em ước mơ trở thành ca sĩ Hàn Quốc. Còn em trai khắp tay em. Để khi tôi xa cơ, anh em cứ ngó lần đầu. Nói ưa tôi do ta đi khó. Gia đi trong cái đắng là do anh em chưa có. Những cơn sóng đưa tôi đi xa nơi này sao? Giờ lúc qua nửa xuân năm tới, đó là ngày chúng ta gặp mặt nhau. Bảo trọng. Cả một đời ngồi đây chờ đợi gặp lại cô ta còn đau đớn. Hôm nay biết xin vô nhóm à? Không để tao mời hay sao? Tao nghĩ mình nên chia tay làm bạn với nhau như trước đi. Làm bạn sao? Đúng, hôm nay tao xin vô là chỉ để nói là tao với mày làm bạn bè như trước đây. Cũng như chơi game, cũng như xem phim. Mãi mãi là bạn tốt có được không?
để tao nói cho mày biết, con người không phải là máy móc. Dùng không được thì có thể đem đi trả lại. Cuộc sống không phải là cái máy quay phim, quay không được thì có thể xóa đi quay lại. Tao cũng không muốn xóa đi ký ức của chúng ta, tao chỉ muốn làm bạn với mày thôi. Làm bạn sao? Một tờ giấy một khi đã bị dò nát thì có làm cách nào cũng không dò thẳng lại được. Còn một khi đã chia tay rồi thì tao với mày sẽ không cùng một thế giới. Mày có thể vô tư, mày có thể coi như chưa có gì, mày có thể làm được những điều đó. Nhưng mà tao thì không. Tại sao không thể làm bạn được với nhau? Tao không muốn làm bạn với mày, bởi vì mày ở trong lòng tao đã không còn là bạn nữa rồi. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Mày đừng giận tao có được không? Từ hôm nay trở đi, tao với mày coi như chưa quen biết nhau. Tại sao mày nói rõ đi? Tại sao mày tuyệt tình đến như vậy? Tao tuyệt tình sao? Đúng, tao tuyệt tình. Mày muốn biết lý do tại sao đúng không? Đúng. Tại vì tao yêu mày đó. Người yêu thương tựa như bão tố chìm vào sâu, cơn đau anh vẫy vùng. Anh đang cố với lấy một chút mong manh niềm tin cứu chính mình. Một lần yêu mà đau đến thế, một lần tin mà xa xôi đến thế. Hello mọi người, lại là con báo của quân đoàn Stick đây. Gặp Du ở cổng trời thì đứng im cho Du bánh nha. The show.